Bình mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen. Thì hôm nay Bình cũng lại đến nhà của chị Mộng Kha nó vào giấc chiều. Thì bên cạnh đó thì Bình cũng thấy chị Mộng Kha không có mua đồ ăn này kia cả nhà. Thì Bình lại giấc chiều thì cũng có mua gà một con để cho chị Mộng Kha, giống như là muốn làm đồ ăn gì hay là nấu cháo gì đó bồi dưỡng sức khỏe. Tại vì từ lúc mà chị Mộng Kha đi bán thì không có mua đồ ăn ngon. Thì hồi nãy đó là trong quá trình mần gà thì Bình không có chia sẻ cho cả nhà xem. Thì đây thì chị Mộng Kha đã làm xong rồi ha cả nhà. Chị Mộng Kha cho em Chào xin cưng. gắn mấy xíu ha. Nó thì bà con cô bác á thì cũng có rất là nhiều câu hỏi nói là Bình qua nhà chị Mộng Kha ăn cơm, nhà chị Mộng Kha không mua gạo thì không mua đồ ăn rồi không giúp gì được cho chị á, hả chị? Thì chị thấy sao? Không sao đâu cưng ơi, bữa nay cưng cũng mua gà cho chị cũng cảm ơn cưng lắm. Dạ. Chị cũng cảm ơn cưng nhiều. Dạ, tại vì lúc mà Bình ăn cơm cùng với chị Mộng Kha đó cả nhà, thì chị Mộng Kha là năn nỉ Bình dùm chung cho vui. Đúng rồi. Đúng không chị Kha? Đúng rồi cưng. Chứ thực tế mà chị Mộng Kha mà dùng cơm một mình á thì chị Mộng Kha chỉ là múc một chén ra là xong rồi, không có nói chuyện với ai cũng được, không à. Có nói chuyện cưng ơi. Có cưng đâu dùng cơm với chị cũng vui đó. Thì nãy giờ là chị Kha thì cũng đã mần gà xong rồi ha. Dạ, thì gà này tính làm món gì chị hả? Dạ chị nấu cháo cưng ơi. Chị bẻ rau này, rau tơ gò tây nè cưng. Rau gì? Ngoài tây á, ngoài tây nấu cháo cưng ơi. Nấu cháo hả? Rồi chị có rau đắng đó, làm gỏi rau đắng đó, làm mình ăn lấy cưng. À, tức là cháo rau đắng hả? Có đắng cưng. Chị làm cháo nước mắm. Hay gà này cũng ký ngoài à chị Kha ơi. Ký ngoài hả cưng? Ký nhiêu cưng? Hả? Ký nhiêu vậy? Này ký 100 á chị Kha. Đúng rồi. Gà nhà mà. Vừa mua cưng. Dạ. Dạ. Chị Mộng Kha luôn luôn lúc nào cũng ở nhà cũng dọn sạch sẽ xung quanh nhà cả nhà. Quen ha. Thì bên chị Kha rửa đi. Bây giờ xíu nữa để cập nhật cho bà con cô bác thấy cách của chị Mộng Kha nấu cháo gà như thế nào ha cả nhà. Đây là phía bên hông nhà của chị Mộng Kha nè. Chị mới dọn, bữa nay chị không có đi. Chị Mộng Kha đã cắt tỉa mấy lá cây hàng rào nè cả nhà, cũng sạch sẽ ha. Đây đó, không có rác luôn ha cả nhà, quá trời sạch rồi ha. Còn phía bên đây chiếc xe đạp huyền thoại chị Mộng Kha để đi bán ha. Còn phía bên kia thì xe đạp của cháu Tin để đi học ha cả nhà. Đây là trong các căn nhà của chị Mộng Kha. Để Bình bật đèn cho chị Kha cho nó sáng xíu ha cả nhà. Đó, nhà của chị Mộng Kha rất là sáng rồi ha cả nhà. Đây cả nhà, đây cái nồi này là hình như là cái nồi mà bữa hổm đi mua nè, lần đầu tiên luôn ha cả nhà. Lần đầu tiên mà lấy ra để nấu cháo luôn ha cả nhà. Đây. Nấu cháo ha chị Kha. Nước ít quá không? Nó cũng được rồi cưng ơi. Được rồi ha. Được rồi cưng ơi. Đây. Đó thì chị Mộng Kha đây cũng thiết kế móc son chảo này kia lấy từ trong tủ ra hả? Chị mừng lắm cưng ơi, được mà son chảo mới mới vậy chị. Bà con của bác chị thương tình chị mua cho chị mừng lắm cưng ơi. Này là son chảo mình lấy từ trong tủ ra hay sao chị? Chị lấy trong tủ ra cưng. Rồi mình thiết kế em hay sao? Dạ. Thì chị cột chị máng gì giờ đừng cho mà ấy cưng út đây sợ mà nước yeah. Nó xét á mới có chị máng gì cho nó đẹp cưng ơi, cho nó khô ráo ha, khô ráo xài kỹ mới được đồ. Chị nào giờ không có đồ mới gì đâu cưng ơi. Mừng lắm. Từ bữa nay mình được bồi dưỡng sức khỏe là cháo gà ha. Dạ. Chị cảm ơn cưng nhiều lắm. Rồi từ đó giờ chị có từng ăn cháo gà chưa? Chị cũng ăn mà lâu lắm mới ăn cưng ơi. Lâu lâu mới có chị mới được ăn. Bây giờ từ lúc mà chị bán vé số có tiền sao chị không dám mua đồ ngon để ăn hết? Dám mua đồ ngon cưng ơi.
Chị hồi sáng chị chia hộp dịch đó, hai hộp chị mang đây nè. Hai hộp chị mua mấy ngày đó, chị hồi đó chị mua 5 hộp. Mua 5 hộp chị chiến hết 3 hộp. Đó hết 3 hộp. Giờ chị còn 2 trứng á. Còn 2 trứng chị chia hồi sáng chị dùng. Thì giống như bữa nay á, mình nấu cháo rồi mình ăn rau gì á chị Kha? Rau đắng cưng nè. Rau đắng một sao hè hay là mình mua? Cái này chị xin nhỏ kia đắng á. Người ta cho hả? Cho. Đêm đi bán rồi nó cho. Đưa nó 5-10 ngàn nó chịu lấy. Là cho luôn? Nó cho chị luôn. Nhiều quá ha. Vậy là cháo rau đắng ha chị Kha? Chị mà bán á. Chị bán mà ăn quán cà phê cho mình vậy đó. Dạ. Cho mình cho chị. Quá trời luôn rồi cả nhà. Ủa này mình có cháy mỡ tỏi vậy không chị ha? Có chị cháy để hồi chị vớt bọt ra cái này. Tức là mình cháy mỡ tỏi để rồi phải không? Hồi chị vớt bọt ra. Dạ. Hồi nãy là mình cũng nấu nước bằng này hay uống hay sao? Chị nấu nước đây nè cưng ơi. Lần là đây nè. Chị không dám xài cái mới tiếc. Chị mừng lắm. Có gì chị không dám xài. Chị nấu nước làm gà chị nấu đây nè. Thì cái nồi này nó cũ hả? Nồi này cũ ơi. Nếu mà nồi lớn này mà cũ thì chị cũng lấy. Em nghĩ là chị cũng lấy cái nồi đó nấu bếp củi à. Tại cái này nó sáng quá nè. Sáng quá cho nên chị mới bật bếp ga phải không? sợ nó đen phải không? Không à, cái này mình phải xài đi chị ơi. Đẹp lắm cưng ơi, chị thương lắm. Bếp ga thì đẹp không chị? Này là lần đầu tiên có nồi lớn xài hả? Mỗi lần là nhà chị còn Kha có nồi lớn không? Chị có 3 nồi hả? Nồi nào? Nồi cũ không hả? Đang á chị trà lại đó, sạch đó. Nồi nấu cơm rồi đó hả? Nồi nấu cơm, Chứ nồi này thì mới là làm luôn á cả nhà. Mình nấu cháo bằng gạo hay là bằng cơm chị? Cái này chị con cơm nguội chị để vô. Đúng rồi đó, nó mau hơn. Cơm nguội chị múc cái nãy á. Dạ đúng rồi. Để vô luôn à. Chứ còn mà nấu cháo bằng gạo á thì nó lâu lắm, mình phải rang gạo nữa lâu lắm. Con cơm nguội nãy chị để vô luôn cưng ơi. Dạ. Cơm nguội chút xíu nãy á. Dạ. Chị để vô luôn. Trời ơi, kỹ lưỡng quá cả nhà ơi. Này đây sợ. Mấy giờ cưng. Quá trời kỹ rồi. Rồi ở đây mình có bắp chuối không chị Kha? Bắp chuối hả? Hả? Ngồi về đi kiếm thôi, có. Chắc có. Cưng có. Bắp chuối mình sắc ra trộn vô đây cưng ha. Hả? Chứ trộn vô mà tẩy chút trộn rau với chứ để vô đây nữa. Hả? Vô cháo cưng. Đúng rồi. Chị đi kiếm ngồi thấy. Dạ. Không, mình nấu cháo nhiều chút đi chị Kha. Không, mình bỏ thêm một miếng nước nữa đi. Tại gạo mình nó chưa có bể phải không? Gạo mình nãy cơm mình còn nhiều không nãy? Nhiều lắm, cơm một tô á, nó chưa bể đó. Bây giờ mình bỏ nước thêm xíu nữa cho bà nội của anh Trung đó. Người kêu cháu của chị Kha đó dùng luôn. Người chén đó. Lấy thảo. Rồi mình để nước xong rồi mình đi kiếm bắp chuối được rồi ha chị Kha. Để nước đi rồi đậy nắp lại chị Kha. Rồi, vậy là được rồi đó. Đây là lần đầu tiên chị Kha lại tới nhà chị Kha nấu cháo ha cả nhà. Rồi mình đẩy lại được rồi chị Kha. Lấy nắp đậy lại đi. Rồi mình đi kiếm bắp chuối. Trời ơi, lao hoài vậy trời. Cái gì? Súp á. Bột súp hả? Bột nem cano hả? Bột nem. Cho nó ngọt hả? Có gì á, mai hoặc là mốt gì đó chị Kha có đi chợ đó mua cái lon, cái hũ nhỏ nhỏ đó,
mình để nó vô vô hũ luôn chị Kha, đừng có để bịch gì đó ha. Rồi mua mấy cái đồ dẻ luôn, cái đồ son này kia. Chị đi hái mà bớt chuối nha. Dạ 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 dạ. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đi cùng với Bình và chị Mộng Kha ha. Cái gì sao chị? Dạ. Rồi chuối này có bắp không? Có không? Không hả? Người ta hái hết hả? Đây đó phải của chị đó, của người bắt cũng bà con với chị nó xin bắt cũng sao đó. Có không chị Kha? Không có hả? Muốn ăn bắp chuối là phải ra gãy gì vậy hả? Đó, mình bây giờ mình không có bắp thì mình ăn cây được không? Cây hả? Hả? Cây cũng được, nó cũng cỡ nhỏ nhỏ á. Hả? Vừa mình sắc. Hả? Dạ. Không có không có bắp chuối hả? Không có bắp chuối. Không có bắp chuối thì mình kiếm cây lại hả? Cây cũng ngon lắm. Ngon không à? Ngon. Mình lột ra hả? Lột ra. Rồi mình sắc lại ha. Lột ra mình bò sắc lại. Ủa mình sắc nó thấy người ta sắc bán á chị Kha. Thấy để nó tươi lắm chị Kha. Rồi còn cái này mình sắc sợ nó ra mũ của nó đen á chị Kha. Đen á cả. Hồi đó sắc để người ta có cung mẹ để cũng trắng nữa cơ. Rồi không có cung mẹ mình bóp chanh được không? Bóp chanh cũng được. Mình có chanh không? Chị nó có còn cái trái chanh hay gì. Chị mua con chanh. Được chưa? Mình sắp mình trộn với ngò tây với đồ đắng. Dạ. Rồi hê. Rồi. Xong. Dạ. Có rồi mình bào xong mình để trong nước gì luôn hả chị Kha? Để trong nước chị cho tươi. Mình bào khô. Rồi trong nước này mình có bóp chanh không? Bóp chanh để muốn cho cuốn. Là không để cho nó đen hay sao? Để có mẻ mới không đen. Này chị không có cơm mẻ không? Mà nó có cơm mẻ thì mình bóp chanh. Bóp chanh cũng được. Để muối chút. Để muối chút. Dạ. Không có bắp chuối thì cây chuối vậy vẫn ăn được hả? Cây chuối này xào với thịt chuột cũng ngon không cơ? Ngon không? Ngon lắm. Xào mình không phải sắc vậy mình cắt á. Cắt khúc khúc vậy nè cơ. Dao bao này lục quá cơ. Lục à? Lục với bao được. Dạ. Gà này kia mình chín chưa chị Kha? Chín rồi con ơi. Gà chín rồi đó hả? Gà cũng mau. Ê cháo chín chưa? Chín rồi cưng ơi nè. Mình sắc ngò mình bỏ vô chị Kha. Ngò chị rửa rồi. Ố rửa đó rồi, ngò đó thêm đi. Còn ngò của chị khác nữa hả? Bào vô hả? Chị sắc chứ rồi. Đấy rồi. Ôi cả nhà. Nguyên nồi cháo luôn. Quá xá cà tomat rồi ha. Đã luôn rồi bữa nay. Mời cả nhà dùng chung. Đây, chị Mộng Kha đang sắc ngò ha cả nhà. Đây là cháo rau đắng với cây chuối. Lát con có ăn không? Ăn. Ăn không? Dạ. Ăn ha. Đi hồi nãy thì mình cũng có đi bẻ một miếng ớt. Nhà kế bên có đó, nhà Putin. Đúng không con? Đúng rồi. Với ngò đây thì ba cái Putin bẻ dùng. Đây, sau khi mà sắc ngò xong. Rồi, gà chín rồi phải không? Chín rồi.
Ồ, gà này có trứng hả chị Kha? Có trứng luôn. Có trứng luôn. Ừ. Ồ, quá đã luôn hả cả nhà. Gà thì có trứng ha. Tí nữa úp lửa, lửa ngò này lại, úp rằm úp mắm. Trứng gà luôn hả cả nhà. Đây nè, có trứng luôn nè. Đó, gà có trứng ha cả nhà. Gà này chắc cũng gần đẻ rồi. Rồi chị Kha có tiêu không? Không có tiêu hả? Đại đi, không có tiêu để ớt. Đi qua chỗ bà nội coi có tiêu không? Xin miếng. Không. Không à? À không thôi. Ở Việt Nam kìa. Ê, cả nhà, chị Kha thì cũng đã ngò thì cũng ngò nhà, ngò tây nhà cả nhà. Thì cũng bẻ thêm ha. Hồi nãy là để cho cháo rồi, thì bây giờ thì chị Hồng Kha sắc thêm để là để vô gao ha, trộn cái thịt gà ha. Trộn cái thịt gà cơ. Thịt gà không ấy khỏi, trộn cũng được thôi cơ, xé cũng được. Dạ. Yeah. Xé rồi trộn vô đi. Để vô đây. Dạ. Yeah. Ồ, bắp chuối như là mình để muối với chanh nó không đen hả chị Kha? Không đen cơ. Đó, trộn rồi ha cả nhà. Rồi tiếp tục tới phần rau đắng. Rau đắng. Đi ra xong ra chị làm nước mắm xong rồi. Rau kia rau gì? Rau đắng làm nước mắm đâm muối ớt xong. Rau chân thảo á. Rau đắng lắm rồi. Dạ. Rau đắng. Gà chín rồi phải không chị Kha? Bây giờ mình làm gì? Vớt ra cho nó nguội ha. Mình dễ xé ha. Wow, thấy là chạy nước miếng nha cả nhà. Khoái khoái chạy nước miếng, chạy nước miếng. Đây. Đó. Chín chưa? Chín rồi cưng. À. Rồi cháo mình ra. Cháo chín luôn rồi cưng. Nêm nếm rồi hết chưa? À, bật lửa cho nó bể đi chị Kha. Cũng được rồi cưng. Bể chưa? Còn nóng nè. Không bể hết chưa? Ồ, hết chưa. Mấy lẻ cũng rồi đấy. Dạ. Rồi dọn ra luôn. Dạ. Yeah. Chị Kha đang đâm muối ớt hay sao? Dạ, chị đang làm nước mắm cưng ơi. Ủa, làm nước mắm hả? À. Nước mắm mà để ớt thấy nhiều quá vậy? Để đâm cho nhuyễn nhuyễn cho trộn với nước mắm cơ. Cái gì để chanh chút. Ok là canh súng là cay nhất á. Cay không? Cay. Con ăn được không? Hả? Cay. Không ăn được đâu. Không ăn được đâu hả? Cho thêm miếng gừng luôn hả chị Kha? Cho thêm miếng gừng cơ hả? Gà mình xé. Gà xé. Gà thì xé gừng làm nước mắm ha cả nhà. Bữa nay thì có sự góp mặt của anh chàng trai cháu của chị Mộng Kha ha. Đây cả nhà, sau khi cháu thì cũng gần chín thì chị Mộng Kha cũng kêu hai đứa cháu nhỏ nhỏ đó đi kêu chị em của chị Mộng Kha và mấy người cháu qua đây dùng chung cho vui ha cả nhà. Thì lâu lâu nhà chị Mộng Kha đại tiệc một bữa ăn cả nhà. Bữa nay đặc biệt là cháo gà ăn với rau đắng và cây chuối ha cả nhà. Đặc biệt nhất là nước chấm thần thánh nè cả nhà. Và lúc này sao rồi anh Khun lúc này thấy vui hơn trước gì ta? Lúc trước là lúc em mới lại đó là thấy anh hơi buồn phiền là sao vậy? Thì nó cũng có áp lực công chuyện một chút rồi, áp lực gia đình một chút anh ấy. Hay bây giờ thì cảm thấy thoải mái hết hả? Bây giờ cũng đã đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều hả? Nhiều. Bây giờ thoải mái hơn nhiều hả? Tại bây giờ ngủ toàn sóc trăng không đâu ngủ nha. Ngủ toàn là sóc trăng luôn mà. Không dám ngủ ở nhà. Chiều chiều là ban lên nè. Chiều chiều là ban lên ngủ sóc trăng hả? Đúng rồi.
À, cả nhà không phải là ngủ súp căng là cái gì đâu nha, mà là đi làm hết cả nhà. Đi làm đêm. Đi làm đêm ha. Ui, nước mắm sao rồi chị Khá? Ngon lắm cưng ơi. Wow. Ui, thấy là chạy nước miếng ở đây cả nhà. Để thêm nước mắm chút nữa. À, thêm nước mắm chút nữa hả? Quá đã rồi cả nhà ơi. Nước mắm thần thánh của chị Mồng Kha. Ngon lắm cưng ơi. Ngon không? Để vô đó cho. Rồi xong rồi đó cưng ơi. Ừ. Chào có rau đắng này đúng bài luôn. Có rau đắng này sao? Quá ngon. Quá ngon luôn ha. Ăn cháo thì đúng luôn rồi. Đúng luôn ha. Dạ. Dạ. Tùy thế. Thì xong rồi này ha cả nhà. Đó. Lấy cái em chị đó cưng. Dạ. Ngon lắm cưng. Ngon không? Nè. Quá. Cái đồ này nóng lắm Phật, méo hoàng à. Anh chị Mồng Kha nấu cháo gà xong thì kêu con cháu thì chị Mồng Kha cũng có múc một tô là cho chị mẹ của Khun và một tô thì gửi để cho bà nội của anh Trung. Rồi còn bao nhiêu thì Bình và chị Mồng Kha và em Khun để dùng ha cả nhà. Dùng cháo với chị luôn. Cưng mua gà cưng mua mà. Dạ. Hay gà này ngon không chị? Ngon lắm cưng. Gà này có chắc không? Dạ chắc. Có trứng nữa cưng ơi. Có trứng rồi ha. Có trứng rồi cưng. Chắc là gà đang đẻ. Dạ. Thì thôi bây giờ thì mời cả nhà dùng cháo cùng đi ha. Dạ. Trước khi cho cháo mời bà con cô bác chị mình trong nước trong ngoài nước cùng có em nhỏ nhỏ dùng cháo với chị. Dạ. Dạ. Mời bà con cô bác dùng cho chị. Dạ. Ơi chị Kha giùm đi. Chị bữa nay đi lệnh giá số trẻ. À, lệnh giá số trẻ à? Bữa nay được ăn ngon à, lệnh giá số trẻ cũng được ha. Ngon lắm cưng ơi. Cưng dùng với chị luôn đó cưng ơi. Dạ dạ dạ, không sao đâu. À tới rồi. Dạ tới rồi. Đây. Hả? Úp bỏ nó không? Bỏ. Ê, nó. Úp bỏ. Dạ. Nó quận đây nè. Quận đây à. Ở trong á. À. Mũi à. Không á. Ủa người dẫn hả? Rồi, người dẫn đi. Rồi, vậy mời cả nhà giùm cháu rồi em ăn cháo cùng với anh đi lên anh tỷ. Má không? Chuẩn này mất. Dạ, anh tỷ vô nha. Ngồi chờ giùm cháu luôn anh tỷ. Đó. Đó. Múc múc giùm mời anh Tô luôn đi. Đi mô lành ai đồ ban ban mon xin luôn. Ờ, bữa nay được ăn cháo luôn. Đi ăn cháo này con. À anh Xuân múc giùm tỷ to đi. Rồi. 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 Hả? Anh Quân mời cả nhà dùng cháo anh Quân. Rồi xin mời cả nhà dùng cháo với Quân nha. Rồi. Cháo ha. Còn phía bên kia là ai vậy chị Khá? À cũng con cháu của chị ở Buôn Liên 2 á mà thăm quận Đắk Lộc ở đây nè, thấy chị vui, thấy đông đông qua nhà chị thăm chị vui chơi. Dạ. Yeah. Cũng quen rồi, chị cả nhà dùm cơm em. Cháu. Cháu. À bữa nay thấy cháu rất là ngon ha cả nhà. Ăn bánh luôn đấy. À xíu ăn. Rồi rồi rồi, chùm đi. Vô luôn. Rồi rồi rồi. Để quay cho cả nhà xem. À, bữa nay thì được dùng cháo rất là ngon ha. Còn tô trong nhà à, không sao, mình ăn chén nhỏ được rồi, vứt 10 chén là được rồi. Như một nồi luôn mà. Chôn. À, mà tiến tới nãy. Tiến mấy cuối ngưỡng mấy tiến. Mua hả? Ngưỡng mà mua thêm á. Dồn á. Dồn lên hả? Chúng đắt xa chiếu. Cháo cả nhà ơi. Mình cảm thấy rất là ngon, mời cả nhà dùng cháo ha. Mình có nhà ăn cháo. Cháo ăn thêm chỗ. Mua phạm quên. Em mua hả? Ăn thịt đi. Em chơi. Có được cuộc là món vậy. Mình biết đó. Rồi câu quay. Rồi câu đi. Mình tới. Gà gái. Có gà gà chơi. Gà gái. Gà gà thị á. Có gà nó sẽ bên anh mình. Gà thái này thịt không à? Em chơi ăn thịt nè. Chị có thịt ăn sướng. Thích sướng vậy? Vừa đi đặt lộp hết về có cháo ăn luôn. Ủa, quá đã luôn ha. Đi quận về có cháo ha. Được nhiều quá. Mới đặt rồi, mới đặt xong rồi, mới mới thăm mừng. Thôi chị tới cấp lúa thấy cưng đi, đi đặt mà chuột mà. Ừ. Đặt ý qua lúa nhìn bình vậy đó. Thấy cưng đi đặt chuột á.
Dạ quá. 10/1 vậy cái chỗ mà là kim hợp thì nó cắt chậu rồi đó. Tập mấy ngày nữa cắt rồi. Mốt cái gì cắt rồi. Cắt từ từ rồi. Cắt chậu hay là cắt? Cắt lúa. Cắt rồi chị đi bắt nó chuột á. Bán bán vé số rồi chị đi bắt bắt chuột. Vậy sao? Ngon quá cả nhà ơi. Cưng có dùng chuột mà nấu canh chua chưa? Chưa. Ngon lắm. Giống thịt gà, ngon hơn thịt gà nữa. Nấu với con mẻ hả? Ngon. Rồi chị không dám dùng chuột nấu con mẻ. Bây giờ chị ăn dùng lần chị biết à. Ngon. Là chuột đúng rồi bây. Rau đắng. Để mình múc để bếp ga cho nó nóng. Thịt ta rồi để trước mấy tô rồi à chung mình sẽ xả chung lại đấy rồi bốn ai chung ma ấy tao ăn thịt đấy con chị đi xin đi vậy cho chị ăn thịt hết nè chung một tiếng để làm cái gà em xin ra trứng gà nè nó nè chung em xin ra thịt nè để thời chọn của em xin ra gà dai nó gà dai hả? Gà mới mua lại đó. Rồi mục chị đi làm giá số nó chụp ngày bán được bao nhiêu tờ bữa nay được 230 được 230 230 vậy là 230 tờ được 230 tờ chị đi bán đặt ra còn kẹt nhờ có đám cưới đám này đám kia ở này trong anh ta lắm thì mình vô anh ta tiếp phụ họ mua ở nhà thì mua em không mà trong nó đem lại xa lắm cho Lâm Đồng á đem về ghê vậy á ra vậy cho Lâm Đồng á cây cao hơn mét đó ngày 2 mét nước mắm này ngon quá cái này ở Lâm Đồng á quân hai lại chỗ chủ á cây nó cao dữ ha không cây cao thì ớt này ớt thiển luôn thấy cây ớt này nó cao ớt tuổi thọ nó cao hơn 2 mét à chưa cao chiều cao ớt này hơn 2 mét để xíu hả chín chưa chín rồi để nóng. Cho nó khô mình để rau rau cho nó đang ngon chúng ăn thịt đấy cơ nhâm đi ngon không? Thì cho thêm miếng ngon không con trai? Ngon ngon nhâm không? Trai thì vui kìa ai về cho nhâm tính không? Nó hay cho mày với con trai với trái chán dương tính không? Giang thoại và nó với con trai tới về trái chán dương đặt của tin đó đặt cái banh của nhỏ luôn gọi chứ đi học á giờ mới sửa lại xe đạp hôm bữa mua hả đẹp lắm nhỏ của anh tin à chị Kha để đâu không hay là múc trước đây chị để sao ăn cho hết ăn hết nha ngon bữa nay lâu được ăn gà nấu cháo lần bữa nay là khỏi đi lấy vé số luôn à khỏi chị mới về đi bán cũng được mời lấy giấc sáng rồi đi bán luôn mới về đạp 4 giờ chị thức dậy lên chị đi bán luôn bây giờ chị đi cũng được không với còn chị đạp đi chị đi chỗ cho miếng nữa cho nó nóng với còn đi chỗ lô tô bán lô tô chỗ bắt dần á gà này ăn đâu có thua thịt gà đá đâu chén nữa gà tre mà mày không nóng hả à? Ít nóng hả à? Rau đắng mọc sau hè có bài hát rau đắng mọc sau hè anh mi chở với nó xiết bỏ nó không dám dùng không dám dùng mà thịt gà không hút bay chim con đầu có mặt hút bay cái gì mà chụp
Cao này ăn cháo là đúng bài luôn. Ừ, hồi đó chị đó đi ra đâu nè. Ô đi số 10 á, ăn đi mà cắt lúa. Nó đem con ra bảo số 5 á. Đi cắt lúa ăn cháo trắng với hột vịt muối. Bao ngon ngon rồi. Ừ, nói chưa? Rồi trắng. Nói cho tiếng. Nói hả? Ê đi xuống đó chứ, đi về nhà gửi nước trong thùng. Ở đó đinh thùng á ba. Không có xu đó. Ở đinh thùng á. Không có xu nữa tin. Đi về nhà Út á, sao á? Đậu quá. Hết nước rồi. Đó, hết nước rồi. Cạn rồi. Rửa tay cứ miệng cao uống nước con. Cạn rất là ngon. Chua bữa nay đêm rửa. Hai ba thằng đó chắc nó còn tay cây chuồn hả? Chua vậy. Không mà lâu ăn dễ gì ha. Mình thấy ngon ha. Cả gia đình xuống lễ á. Ngon. Ngon. Từ đó giờ anh Tường ăn chưa? Hả? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ đúng hả? Đâu rồi bây giờ bữa ba nó còn thì bọc hoài à. Mà nó xiên lắm. Mà từ lúc mẹ nó cất bước ra đi thì ba nó tàn luôn. Thế đó đó chị đi cắt lúa ở ngoài ấy, ba nó chết chị đâu có biết đâu, tới chừng làm đám chị đi lại biết. Chị đi cắt lúa theo máy cắt á. Ba nó giỏi lắm, chuột cá gì điên hồi là khỏi. Ở đó nhà chị đâu phải ở đây nữa. Ở dưới ruộng á. Đã. Ngon. Bàn mới, chén mới, gỗ mới, rồi nồi mới, ngon. Tại nó mới không? Bóng đèn sáng bóng, nhà bóng nữa. Đèn ngon. Từ là trước. Cái bóng đèn sáng. Ngon. Bóng đèn ăn được đâu mà ngon. Ông Út nói nãy á, muốn là bóng đèn ngon. Tiền. À ngon không? Bàn không ngon à? Đùi gà ngon không? Ngon không? Đùi gà ngon không? Ngon. Mới bắt đầu để bán cho số ở ngoài Bú Liêm 2 có đang dám mới đầu. Đang tưới con không gì đó. Không gì đợi ngọt đó. Con thầy Thi á. Ờ. Đó cùng em cưng hay mình nữa. Nhỏ tuổi hơn. Nhỏ. Nhỏ hơn. Còn gì bạn ha anh Vinh? À, cháo gà mà thịt rau đắng nữa chứ còn gì bạn? Ủa phải không bà? Làm như không biết bữa nay anh mua gà cho gì á, mua sẵn rau luôn à. Rau nghe nói rau này phải cho nữa rồi. Cô chú bạn bán nước đá cho vợ của anh Hai Nguyên á. Chị Thi. Ừ, chị Thi ăn cho vợ anh Hai qua dữ đó là không nhỏ. Do đắng một tao nha. Quá trời, nước mắm. Gà này ăn mát lắm à. Nói cho chị nấu canh. Về tới em mình mua gà lợi chị nấu cháo. Đúng luôn. Nấu canh là nấu canh để cho ăn củ là kêu bằng gì? Nấu canh là củ đó. Nấu canh là củ. Bà làm ấy. Rò củ á, người ta để thấm vô đi ra đây. Ê, học á. Ăn go. Ăn tròn. Cái này giúp đấy. Đã quá tay hả? Tay này nhớ. Em ăn vậy tới cỡ 12 giờ đêm là bụt nữa rồi. Sao vậy? Thanh chặt nó rồi. Ngon á. Đêm cứ hai chặng cháo, ăn cháo tiêu mau. Vừa chị đạp xe đi lấy giá số cho vừa sáng bán cái thơm. Bữa nay chị không bán đêm đâu. Vậy bán bằng đêm mà. Nó nhưng mà đặng ăn tiền không play nữa. Nó tay họ ngại mà đặng tiền không play á. Em đặng tâm đậm play á. Em đặng đó. Anh đừng play nhưng cái vải anh muốn em đặng thế. Đây cả nhà, thì sau khi mà nguyên một nồi cháo thì sau khi trong vòng 5 phút thì mấy suất củ lông thì cũng đã suất hết rồi ha cả nhà. Chị Ca mấy tô? Chị 2 tô hơn 2 tô nữa.
hai tô luôn hả? Hai tô thêm chục nữa. Rồi cháu mấy tô? Anh thấy tô này mà hai tô, tô này nào ấy? Hai tô. Còn bên đây thì em tỷ một tô, còn bên đây thì cháu cũng tô gửi nè. À, còn bên kia thì một tô ha cả nhà. À, quá đã luôn rồi. Rất là ngon ha cả nhà. Thì bây giờ cuộc dùng cháu thì cũng đã hết rồi. Chị Kha có lời gì muốn nói không chị Kha? Trước khi kết lại với chị cũng dùng cháu hết rồi, chị xin kính gửi bà con cô bác chị, xin chào bà con cô bác chị, khép lại với giao chị, chúc cho bà con cô bác chị ngoài nước trong nước là một được một năm mới ăn khang thịnh vượng, dần sự như ý, làm ăn phát tài. Dạ thầy thôi, video cũng khá là dài, mình cũng xin phép là khép video tại đây ha. Chúc quý chú anh chị với bà con cô bác xem video thật vui vẻ ha. Mình xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà.